Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán thạch cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2022. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên mình là về để mẫu sản phẩm đời cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa sản phẩm nào bên mình thì các bạn thể đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV. Bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là sản phẩm là LG V50 ThinQ 5G các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là màn hình đẹp này. Đó, LG V50 ThinQ 5G, con này của nhà mình màn hình đẹp này. Về ngoại hình con này thì máy cầm còn độ 90/90% các bạn nhé. Về cái cấu hình con này là cực kỳ là khủng. RAM thì là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Chip Snapdragon là 855. Chip này nói chung là gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và con này được cái là trang bị của nó là màn hình của nó là 6.4. Độ phân giải của nó thì là 2K các bạn nhé. Đấy, màn hình 2K rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, cái màn hình 2K rất là đẹp. Và có hỗ trợ 5G, dung lượng pin thì là pin 4.000. Và giá con này của nhà mình sẽ là 3.300.000 đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là LG V50 ThinQ 5G thì các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất. Một là qua số hotline là 0966 221 789 và 0833. Và đây là số điện thoại nhà mình các bạn nhé. Số địa chỉ của nhà mình các bạn nhé. Số nhà 72, phố Bà Thà, Việt Nam, Hà Nội. Và ở xa thì mình có ship cô. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bao test các bạn vào 10 ngày và bảo hành coi như là cho bạn coi như là 6 tháng phần cứng. Nên các bạn cứ yên tâm về sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ của mình các bạn nhé. Đấy, giá có 3.300.000 đồng thôi. Còn LG V50 này cấu hình cực kỳ là cao các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là một con em Nokia các bạn nhé. Hôm nay nhà mình lại về được một con này là con em Nokia này. Đấy, giới thiệu với các bạn đây là con Nokia 3.4 các bạn nhé. Đấy, con Nokia 3.4 con này nhà mình thì là dung lượng pin 4.000, 2 sim 2 sóng. Cấu hình của RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, màn hình của nó thì thiết kế kiểu coi như là nó như giống con A11 đấy. Cam với nó bị âm màn hình bên cạnh nhé. Đấy, âm ở bên cạnh màn hình này. Đấy. Đấy, ngoại hình còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, nói chung là các bạn mua những con Nokia này nó thật với các bạn, dùng cực kỳ là bền luôn. Ngày xưa là Nokia là cực kỳ là nồi đồng cùi đá các bạn nhé. Đấy, và con Nokia này của nhà mình là mình sẽ bán các bạn giá coi như là 1.700.000 đồng các bạn nhé. Đấy, 1.700.000 đồng, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, rất là rẻ và rất là hợp lý các bạn nhé. Với mức hơn 1.000.000 đồng các bạn mua này dùng thật các bạn, cực kỳ tuyệt vời luôn. Mở khóa rất nhiều tính năng các bạn nhé. Có hỗ trợ vân tay này, camera của nó thiết kế kiểu rất là tròn, rất đẹp các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con gì nhỉ? Mình sẽ kiểm tra cho bọn con này nhá. Xem này là con máy gì nhá. Đấy. Con này là con Huawei các bạn nhá. Giới thiệu này. Con này của nhà mình là Huawei B20 Lite các bạn nhá. Con này của nhà mình cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này của nhà mình sẽ là một sim một sóng nhá. Đấy. Cái dòng Huawei này của nhà mình sẽ là một sim một sóng nhá. Màn hình của nó rất là đẹp luôn. Màn hình rất là đẹp luôn này. Và ngoại hình cũng rất là đẹp luôn. Con này thì là 1.600.000 đồng các bạn nhá. Đấy, con Huawei này. Các bạn có thể cân nhắc mua Huawei B20 Lite này rất ok luôn. Đấy, giá có 1.600.000 thôi. Mà tận là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, một sim một sóng nhá. Các bạn nào mà cần nhỏ gọn các bạn có thể là mua con này, dùng rất là sướng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, mình sẽ xem bạn là Vivo gì các bạn nhé. Đây, buổi tối ngày hôm nay thì mình lại vừa mới về con này. Con này của nhà mình thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhá. Đấy. Này, mình sẽ xem bạn là Vivo gì nhá. Để mình xem bạn nhé, giới thiệu điện thoại nhé. Vivo là V2029, con này là i20s các bạn nhé. Đây, con này của nhà mình là Vivo i20s. Con này của nhà mình là cấu hình là cực kỳ là khủng. RAM thì là RAM 8GB, bộ nhớ trong này là 128GB. Màn hình của nó là 6.5 inch. Và của nó là dung lượng pin của nó là pin 5.000 các bạn nhé. Và giá con này của nhà mình sẽ là 2.500.000 đồng. Đấy, còn Vivo i20s các bạn nhé. Đấy, RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB thôi mà giá có 2.500.000, rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, năm 2022 điện thoại xuống giá tụt như tụt quần, các bạn là người tiêu dùng thì các bạn được lợi rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, có 2.200.000 đồng, 500.000 đồng thôi mà tận là 128GB, RAM 6GB, cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Nói chung là những dòng này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo F1S các bạn nhé. Đấy, con Oppo F1S này của nhà mình sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là 1.1 triệu các bạn nhé. Đấy,
Oppo F1S này, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, 2 SIM 2 sóng. Đấy. Con này đời đầu lúc nó mới ra mắt con này là tận là 6 triệu 9 này, 7 triệu đồng đấy. Mà bây giờ có 1 triệu mốt các bạn nhé. Đấy, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nhá. Bạn nào mua con Oppo F1S này rất cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Vivo, à xem con này là Oppo các bạn nhé. Con này là Oppo nhá, ngoại hình rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, máy thì còn nó 90%. Con này của nhà mình sẽ là Oppo gì? Đây, giới thiệu điện thoại này. Con này của nhà mình là Oppo A15 các bạn nhá. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin thì là pin hơn 4000, màn hình của nó là 6,5 inch. Con này của nhà mình là 1 triệu 800.000 đồng các bạn nhá. Đấy. Con Oppo A15 này. Đấy, RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình cực kỳ to và pin cực kỳ là trâu. Con này có 1 triệu 800.000 đồng cho bạn các bạn nhá. Máy màu trắng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được con này là con Samsung A10 các bạn nhé. Đấy. Con này là con Samsung A, à Samsung M10 các bạn nhé. Sorry các bạn, con này là con Samsung M10. Con này của nhà mình là phiên bản là công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình sẽ là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, 1 triệu 300.000 đồng các bạn nhé. Đấy, con M10 này, 1 triệu 300.000 đồng cho bạn nhé. Nói chung là các bạn mua về này tặng ông bà bố mẹ người thân dùng con làm máy phụ nghe gọi rất ok các bạn nhé. Giá có 1 triệu 3 cho các bạn đấy nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Mình cho đổ sáng lên cho bạn nhìn rõ nhá. Con này là con Samsung J6 Plus các bạn nhé. Đấy. Samsung J6 Plus này, con này của nhà mình là phiên bản là công ty, 2 SIM 2 sóng. Và cấu hình con này là sẽ là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, có 1 triệu 200.000 đồng các bạn nhé. J6 Plus này, vỏ có cũ chảy theo thời gian các bạn nhé. Có 1 triệu 200.000 đồng thôi. Điện thoại năm 2020 rất là rẻ các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo A7s các bạn nhé. Đấy. Oppo A7s sẽ là gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, pin thì là pin hơn 4000, màn hình của nó thì là hơn 6 inch các bạn nhé. Thì con Oppo A7s này sẽ là 1 triệu 200.000 đồng các bạn nhé. Đấy. Oppo A7s này 1 triệu 200.000 đồng. Đấy. Dùng cực kỳ ok các bạn nhé. Có 1 triệu 2 các bạn nhé. Oppo A7s thì hôm nay mình về được mấy cây ấy? Đấy. Toàn có 1 triệu 2 các bạn nhé. Đấy. 3 con. Đấy. Oppo A7s hôm nay mình về được 3 cây, có 1 triệu 200 nghìn đồng cho các bạn nhé. Đấy, Oppo A7s này 1 triệu 200 nghìn đồng cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo F9 các bạn nhé. Con Oppo F9 này sẽ là đây, sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Oppo F9 này sẽ là 1 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhé. Đây, Oppo F9 lúc thời điểm mới ra con này cực kỳ là đắt. Đấy, 7 triệu, hơn 7 triệu này. Đó, mà bây giờ giá sẽ là có 1 triệu 500 nghìn đồng các bạn nhé. Oppo F9 RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB, có 1 triệu 500 nghìn đồng cho bạn nhé. Đây mình đã khởi nguồn đấy các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình để mình xem con này là con Samsung gì các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình là Samsung A03 Corsair các bạn nhé. Con này của nhà mình là Samsung A03 Corsair này. Con này của nhà mình là phiên bản là công ty, 2 SIM 2 sóng. Và cấu hình con này của nhà mình sẽ là RAM của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin là pin 5000, màn hình của nó là 6,5 inch. Con này là 1 triệu rưỡi các bạn nhé. Con Samsung A03 này 1 triệu 500 nghìn đồng, pin 5000, màn hình 6,5 inch này, rất là rẻ, có 1 triệu 500 nghìn đồng với các bạn nhé. Đấy. Con Oppo F9 các bạn nhé. Đấy. Oppo F9 này. Đấy, Oppo F9 này. Đấy. Oppo F9 có 1 triệu gì nhỉ? 1 triệu 500 nghìn đồng cho các bạn nhé. Oppo F9 này, 1 triệu 500 nghìn đồng. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về là con này là con Samsung gì các bạn nhá. Con này là Samsung A02 này các bạn nhá. Con này của nhà mình là phiên bản là công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này cũng là RAM của nó sẽ là RAM mấy GB nhỉ? RAM 3, bộ nhớ là 32GB, pin 5000, màn hình của nó là 6,5 inch. Giá có như là 1 triệu 700 nghìn đồng các bạn nhá. A02 này, RAM 3, bộ nhớ 32GB, có 1 triệu 700 nghìn đồng thôi. Hôm nay nhà mình rất nhiều điện thoại giá hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Thì các bạn nào nhanh tay thì các bạn nhanh đặt hàng sớm nhất các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được con này là con siêu phẩm A8 2018. Một thời ngày xưa nó rất là đình đám các bạn nhé. Phiên bản là Hàn, 2 SIM 2 sóng. Và cấu hình sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy, màn hình AMOLED Full HD cộng, màn hình của nó rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, thì con A8 2018 này của nhà mình thì là mặt lưng của nó thì là hơi phải theo thời gian các bạn nhé. Giá có 1 triệu coi như là 700 nghìn đồng các bạn nhé. Đấy.
A8 2018 này, à, giá có 1.700.000 đồng thôi. Các bạn thể cân nhắc mua này, rất là ok các bạn nhé. Dùng dòng này cực kỳ là bền các bạn nhé. À, bạn nào thích sản phẩm cũng như là A8 2018, bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. 1.700.000 đồng cho bạn nhé. À, đây mình giới thiệu rồi, à đây. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Mình sẽ xem các bạn con máy gì nhá. Con này của nhà mình là con Redmi 9A các bạn nhá. Sẽ là dĩa của nó là RAM của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin của nó thì là pin 5000, màn hình của nó là 6,5 inch. Mà giá con này sẽ là cực kỳ là rẻ, có 1.400.000 đồng các bạn nhá. Các bạn là cân nhắc có mua Redmi 9A này dùng cực kỳ là bền các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Redmi 9A này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. Có 1.400.000 đồng thôi các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại giá rẻ. Mình lên sóng cho các bạn thì các bạn ưng sản phẩm nào và cảm thấy máy móc và giá bên mình hợp lý thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip sau các bạn nhé.